Xin chào mừng các em đã quay trở lại với lớp học vui vẻ của thầy Trường Sơn nào. Hãy cùng khởi động tiết học với vài câu hỏi ôn tập hóa hữu cơ 11 nhé. Câu 1. Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết chứa nguyên tố nào sau đây? A. Hydrogen. B. Oxygen. C. Nitrogen. D. Carbon. 10 giây bắt đầu. Hết giờ rồi. Câu 2. Công thức chung của alkali là A. CnH2NN2, B. CnH2N2, N2, C. CnH2N6N6, D. CnH2N2N1. 10 giây bắt đầu. Hết giờ rồi. Câu 3. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây có độ tan trong nước nhỏ nhất? A. Ethanol. B. Acetaldehyde. C. Benzin. D. Acetone. 10 giây bắt đầu. Hết giờ rồi. Câu 4. Cho hai công thức X và Y như hình vẽ. X và Y có đặc điểm là gì? A. Đồng phân hình học của nhau. B. Đồng phân cấu tạo của nhau. C. Đồng đẳng kế tiếp nhau. D. Hai công thức của cùng một chất. 10 giây bắt đầu. Hết giờ rồi. Câu 5. Phổ IR của hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H6O, như sau, các em chú ý số sóng được cung cấp trên màn hình bên trái, X là chất nào sau đây? A. CH3COCH3. B. CH3CH2 cho. C. CH3OCH2CH3. D. CH2CHCH2O. 30 giây bắt đầu. Hết giờ rồi. Câu 6. Cho biết, khối lượng riêng của ether acetate là 0,9 g trên ml, độ tan của ether acetate trong nước ở 20 độ C là 8,3 g trên 100 ml nước. Cho 10 ml ether acetate vào cốc chứa 10 ml nước, phần chất lỏng phía trên có thể tích là bao nhiêu ml? Làm trọn kết quả đến hàng phần 10. 150 giây bắt đầu.
hết giờ rồi.